Bắc Kinh, thủ đô của đất nước 1,4 tỷ dân, là nơi thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu Trung Quốc. Họ sẵn sàng chi tới hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng, chỉ để sở hữu một ngôi nhà vườn có 3 sân, vốn là biểu tượng của sự giàu có. Với những ngôi nhà có 5 đến 7 sân vườn thì sao? Chúng vượt xa định nghĩa thông thường về sự xa hoa. Nhưng như thế vẫn chưa gì đáng kể. Có một siêu dinh thự ở Bắc Kinh có hơn 100 sân, đi kèm với một khu vườn rộng 15 triệu mét vuông cùng hồ nước quý hiếm. Độ hoành tráng của nó khiến ai nấy cũng phải sững sờ. Đây chính là nơi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn để sống. Vậy quý vị có tò mò về siêu dinh thự này không? Nó chứa đựng những bí mật gì mà được mệnh danh là ngôi nhà bí ẩn nhất Trung Quốc? Hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Siêu dinh thự mà chúng ta nhắc đến chính là Trung Nam Hải. Để hiểu về giá trị thực sự của siêu dinh thự này, trước tiên chúng ta phải bắt đầu với kiểu nhà truyền thống kinh điển của Bắc Kinh. Kiểu nhà truyền thống mà giới siêu giàu Trung Quốc hiện đại săn lùng ráo riết. Bắc Kinh, kinh đô của rất nhiều triều đại Trung Quốc, không chỉ là trung tâm quyền lực mà còn là nơi phản ánh rõ nhất vị thế xã hội của người dân. Tuy nhiên, sự sang trọng ở đây không đến từ những tòa nhà chọc trời hiện đại mà từ những ngôi nhà sân vườn cổ kính và yên tĩnh. Những căn nhà này có giá dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ nhân dân tệ, tương đương 1.740 tỷ đến 17.400 tỷ đồng. Nhưng đừng lầm tưởng rằng có tiền là bạn có thể dễ dàng sở hữu được một ngôi nhà như vậy. Chúng không chỉ đơn giản là nơi ở, mà còn là biểu tượng của địa vị và sự thịnh vượng. Ngày nay, sở hữu những khu nhà xây theo phong cách Trung Hoa cổ ở Bắc Kinh không chỉ thể hiện sự giàu có mà còn mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Nó chứng tỏ bạn có dòng máu quý tộc, đồng thời nó còn thể hiện rằng bạn đến từ một gia đình có bề dày lịch sử và nền tảng vững chắc. Vì vậy mà giới siêu giàu Trung Quốc đang săn lùng ráo riết chúng. Những ngôi nhà này, ngoài việc là biểu tượng của giàu sang, còn là thể hiện quyền lực của gia chủ với các cấp bậc thượng, trung và hạ khác nhau. Hãy để chúng tôi giải thích kỹ hơn. Ngày xưa, người dân sống trong những căn nhà được xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông Tây và nhà đối diện với nhà chính. Bốn nhà đều bao quanh sân vườn ở giữa. Kiểu kiến trúc cổ điển Trung Hoa này được gọi là tứ hợp viện hoặc tứ hợp phòng. Tuy nhiên, chỉ có một sân thì chưa đủ để gọi là sang trọng. Những tứ hợp viện có ba sân mới thực sự là biểu tượng của sự giàu có. Những ngôi nhà kiểu này trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình giàu có hiện đại hay tầng lớp thượng lưu mới nổi. Vậy với những ngôi nhà với 5 sân, 7 sân thì sao? Chúng vượt xa định nghĩa thông thường về sự xa hoa. Chỉ những gia đình thuộc giới quý tộc có quyền lực lớn mới có thể sống trong những đại hợp viện như thế. Nói đến chiều rộng của cổng vào, đây cũng là biểu tượng của địa vị mà không thể đơn giản đo lường bằng tiền bạc. Thông thường, chiều rộng của cổng giữa hai cột được gọi là rộng một phòng. Những ngôi nhà của tầng lớp trung lưu bình thường chỉ được xây loại cổng này và thường được gọi là như ý môn. Nếu gia đình giàu có hơn một chút, cổng sẽ được gọi là mãn tự môn. Tuy nhiên, chỉ những quan chức mới được phép sử dụng loại cổng có tên kim trụ môn. Và đối với các quan chức cấp cao, cổng được gọi là quảng lương đại môn, tượng trưng cho quyền lực và địa vị vượt trội. Nhìn vào các loại cổng này có thể thấy rằng cổng càng rộng và sâu thì địa vị của chủ nhân ngôi nhà càng cao. Khi đạt tới đẳng cấp hoàng gia, bạn mới có thể sử dụng cổng có chiều rộng lên đến 3 phòng. Nhưng ngay cả ở mức này, đó vẫn chỉ là chuẩn mực của các quận vương. Nếu bạn thuộc dòng dõi hoàng tử, bạn sẽ có quyền sử dụng cổng với chiều rộng 5 phòng. Những đại hợp viện hạng sang không chỉ dừng lại ở các cổng lớn, mà bên trong còn bao gồm nhiều sân vườn, hòn non bộ, ao cá và những yếu tố phong thủy khác. Tất cả kết hợp lại tạo thành một khu vườn tuyệt đẹp và đầy tính biểu tượng. Đây không chỉ là nơi để sống, mà còn là một không gian thể hiện sự uy nghi và quyền lực vượt bậc của đại gia chủ. Tuy nhiên, ở miền Bắc Trung Quốc luôn khan hiếm nước vì lượng mưa rất ít, do đó những khu vườn có nước ở khu vực này trở nên đặc biệt quý hiếm và được xem là biểu tượng của sự cao quý. Đến đây, quý vị có thể đã hiểu được các yếu tố đặc trưng của ngôi nhà truyền thống Trung Hoa. Đại hợp viện hạng nhất Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh có một đại hợp viện hạng nhất và công trình này được xem là điều kỳ diệu nhất ở thủ đô Trung Quốc. Cánh cổng của nó có chiều rộng ít nhất là 20 phòng. Nó không chỉ có 3 hay 5 sân mà nó có tới hàng trăm sân. Đây là công trình khổng lồ với tổng cộng 8.886 gian phòng, một con số không tưởng. Không dừng lại ở đó, khu vườn rộng lớn thuộc về đại hợp viện khổng lồ này có diện tích hơn 1.500 hectare, tương đương hơn 15 triệu mét vuông. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trong một môi trường khan hiếm nước như miền Bắc Trung Quốc, có một khu vườn khổng lồ mà một nửa diện tích của nó được bao phủ bởi nước. Bạn có thể tưởng tượng được mức độ quý giá và độc đáo của khu vườn này chứ?
Vậy ai có thể xứng đáng sở hữu một đại hợp viện hoành tráng như vậy? Đây chính là tài sản riêng của hoàng gia xưa kia, Tử Cấm Thành. Khu vườn hoàng gia hay ngự vườn xung quanh Tử Cấm Thành gồm Bắc Hải, Trung Hải và Nam Hải. Trong đó, Trung Hải và Nam Hải gộp lại được gọi là Trung Nam Hải, nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện tại sinh sống. Ngày nay, giá trị của một ngôi nhà tứ hợp viện có 3 đến 5 sân ở Bắc Kinh đã có thể vượt qua con số 1,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 5.220 tỷ Việt Nam đồng. Vậy với công trình tứ hợp viện hơn 100 sân, giá trị của nó lớn cỡ nào, bạn có thể hình dung ra được chứ? Và giá trị của khu vườn hoàng gia với hàng trăm cung điện, lầu các chắc chắn có giá trên trời. Giá trị của Trung Nam Hải thật sự không thể đo lường được bằng tiền bạc, bởi vì đây là nơi mà các nguyên thủ quốc gia Trung Quốc đang sống. Đến đây, giá trị của Trung Nam Hải đã quá rõ ràng với chúng ta. Bề dày lịch sử của quần thể Trung Nam Hải. Trung Nam Hải vốn là một phần của Cố Cung cũ hay Tử Cấm Thành. Đây không phải là một công trình kiến trúc riêng biệt, mà là một quần thể kiến trúc rộng lớn, gần khoảng 150 cung điện, lầu các, được xây dọc hai hồ nước nhân tạo. Điều độc đáo nhất trong kiến trúc ở Trung Nam Hải chính là ở chỗ vườn trong vườn, có sự kết hợp độc đáo của các hồ nước và các ngọn giả sơn để tạo ra cảm giác yên bình, cổ kính với những bức tường gạch lát có hàng trăm năm lịch sử. Quần thể cung điện cổ kính này được khởi công xây dựng từ thời nhà Kim vào thế kỷ 12, được các triều Nguyên Minh xây tiếp, trở thành chốn hưởng lạc và nơi tổ chức yến tiệc của các bậc đế vương. Từ cuối đời nhà Thanh, Trung Nam Hải đã trở thành trung tâm hành chính trên thực tế của Trung Quốc. Lúc Từ Hy Thái Hậu cầm quyền, cả Thái Hậu lẫn Hoàng đế đều thường xuyên sống ở đây, chỉ đến Tử Cấm Thành để giữ lễ nghi. Sau khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, Tổng thống Viên Thế Khải cũng đặt chính phủ Bắc Dương tại đây và gọi khu này là Tổng thống Phủ. Năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng chuyển vào Trung Nam Hải. Trung Nam Hải ngày nay do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu. Nó được coi là biểu tượng quyền lực của Trung Quốc hiện đại, giống như Nhà Trắng của Mỹ hay Điện Kremlin của Nga. Giờ hãy cùng khám phá sâu hơn về quần thể Trung Nam Hải. Điểm bắt đầu chính là cổng vào của nó. Tân Hoa Môn. Tân Hoa Môn là cổng chính của Trung Nam Hải, trên đường Tây Trường An thuộc quận Tây Thành, Bắc Kinh. Khu vực này trước đây là một công trình được Hoàng đế Càn Long thời nhà Thanh xây dựng để xoa dịu nỗi nhớ nhà của Hương Phi. Hương Phi được xem là phi tần đẹp nhất trong số các phi tần vốn đã như hoa ngọc của Hoàng đế Càn Long. Đáng chú ý hơn, vẻ đẹp tuyệt thế của nàng là một thứ hương thơm tự nhiên tỏa ra từ khắp cơ thể, quyến rũ người khác, nên nàng được Hoàng đế sủng ái và kiến tạo nên tòa nhà này. Khi Viên Thế Khải lên nắm quyền, ông đổi tên nó thành Tân Hoa Môn, biến nơi này thành cổng chính cho Tổng thống Phủ của mình. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, họ quyết định tiếp tục sử dụng cổng này. Ngày nay, nó đã trở thành cái tên quen thuộc với người dân Trung Quốc. Cổng này rộng tới 7 phòng. Bạn còn nhớ cổng rộng 5 phòng mà chúng ta đã nhắc đến trước đó? Nó thuộc cấp bậc hoàng tử. Vậy cổng rộng 7 phòng thì sao? Có thể vì nó ngang tầm với siêu hoàng tử. Bên trong cổng Tân Hoa Môn có một bức bình phong, trên đó khắc 5 chữ vì nhân dân phục vụ do Mao Trạch Đông viết. Doanh đài, xứ sở thần tiên giữa hồ nước. Giữa lòng Trung Nam Hải có một hòn đảo nhỏ được kết nối với bờ bằng một cây cầu đá gọi là Doanh đài. Doanh đài bao quanh bởi làn nước yên tĩnh, tựa như một xứ sở thần tiên giữa hồ nước hoàng gia. Đây từng là nơi nghỉ dưỡng của hoàng đế và các phi tần vào mùa hè, nơi họ tổ chức tiệc tùng, thưởng nhạc và ngắm trăng. Lâu đài này có thiết kế tinh tế với 19 phòng mở rộng ra hai bên. Phía nam có một lầu gác 2 tầng mang tên Bồng Lai Các. Phía đông doanh đài là thư phòng Bổ Đồng. Đây là nơi hoàng đế Càn Long khi còn là thái tử thường đến nghỉ ngơi, đọc sách. Toàn bộ khu vực doanh đài được bao quanh bởi nước. Từ góc độ quân sự, vị trí này rất thuận lợi cho việc phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, cả Viên Thế Khải và các nhà lãnh đạo sau này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều không muốn sống tại doanh đài bởi khu vực này mang theo quá khứ đen tối và nhiều điều cấm kỵ. Sau thất bại của cuộc chính biến Mậu Tuất năm 1898, Hoàng đế Quang Tự bị Từ Hy Thái Hậu giam lỏng tại đây. Sau đó ông bị đầu độc và qua đời chính tại nơi đây. Khi Viên Thế Khải tự xưng đế, ông cũng đã giam giữ Phó Chủ tịch Lý Nguyên Hồng tại doanh đài. Vì thế, các nhà lãnh đạo sau này của Đảng Cộng sản đều xem đây là nơi không nên cư trú. Ngày nay, doanh đài đã trở thành nơi làm việc và tổ chức các buổi lễ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tiếp đón cựu Tổng thống Obama, vua Philippe của Bỉ và đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam tại đây. Cần Chính Điện, nơi làm việc bí mật của các quan chức cấp cao Trung Quốc. Cần Chính Điện là một cung điện được cải tạo từ thời Khang Hy Triều Thanh. Cần chính có nghĩa là siêng năng làm việc, điện có nghĩa là cung điện. Cái tên của nó cho thấy đây là nơi các hoàng đế xưa xử lý công việc triều chính cần mẫn làm việc. Nhưng sau cách mạng Tân Hợi năm 1911,
địa điểm này đã trở thành Starbucks riêng của chính phủ Bắc Dương, nơi các chính trị gia cùng thưởng thức cà phê, bàn chuyện quốc gia và ngắm cảnh hồ. Về sau, Ma Chủ tịch cũng cảm thấy đây là một nơi rất tuyệt vời và thường xuyên tiếp khách quốc tế tại đây. Ngày nay nhiều người cho rằng, văn phòng nơi ông Tập Cận Bình thường phát biểu trước công chúng và xuất hiện trên truyền hình có thể nằm tại nơi đây. Có một đường dây nóng được bảo mật chạy thẳng từ cần chính điện đến Nhà Trắng để tiện đàm phán cấp cao với các lãnh tụ Hoa Kỳ. Người ta đồn đoán rằng chiếc điện thoại đặc biệt đó nằm trên bàn làm việc của ông. Theo lời của một cựu quan chức, thì 7 ủy viên thường trực Bộ Chính trị cũng làm việc tại cần chính điện. Các văn phòng được nối với nhau bằng một hệ thống hành lang dài. Trong các tòa nhà có giường, nhà tắm và được các trợ lý và vệ sĩ bảo vệ cẩn mật, thậm chí có cả những văn phòng dưới hầm ngầm. Tử Quang Các. Tử Quang Các là một công trình có từ thời Hoàng đế Chính Đức Triều Minh, nơi ông từng cưỡi ngựa và bắn cung. Vào thời nhà Thanh, tòa nhà được Hoàng đế Khang Hy cải tạo lại thành nơi duyệt thị vệ và các cao thủ đại nội của ông. Thời Hoàng đế Càn Long, Tử Quang Các được dùng để trưng bày các biểu đồ chiến trận và binh khí bị tịch thu. Tòa nhà còn gọi là Gác Man Cống, là nơi nhận cống phẩm cho Hoàng đế. Sau năm 1949, tòa nhà thỉnh thoảng được dùng cho các buổi khiêu vũ. Ngày nay, Tử Quang Các vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng là nơi tiếp đón các lãnh tụ nước ngoài và các nhà ngoại giao. Viện Thục Thanh. Đây là một khu vườn nhỏ được Hoàng đế Càn Long xây dựng với mục đích đặc biệt mừng sinh nhật 50 tuổi của mẹ ông. Sau năm 1949, một số tòa nhà cổ trong khu vực này đã bị phá và khu vườn được chuyển đổi thành doanh trại của đội cận vệ. Ngày nay, Viện Thục Thanh là một địa điểm cực kỳ quan trọng, nơi ở của đội bảo vệ an ninh cho Trung Nam Hải. Những vệ sĩ này thường xuất hiện với trang phục đen, kính râm và trang bị vũ khí công nghệ cao, luôn sẵn sàng bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo cấp cao. Bể bơi đặc biệt trong Trung Nam Hải. Bể bơi của các lãnh đạo tối cao tại Trung Nam Hải không phải là loại bể bơi thông thường. Có những lời đồn rằng gạch lát của bể bơi này có khả năng chống đạn, đảm bảo an ninh ở mức cao nhất. Nước trong bể được duy trì ở nhiệt độ ổn định quanh năm. Ban đầu, bể bơi này chỉ được sử dụng bởi Mao Trạch Đông và một số nhà lãnh đạo như Lưu Thiếu Kỳ. Ngày nay, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn sử dụng bể bơi này thường xuyên. Mỗi ngày ông bơi khoảng 1.000 mét ở đây. Trung Nam Hải, nơi bất khả xâm phạm với an ninh nghiêm ngặt. Trung Nam Hải là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Trung Quốc, tách biệt với công chúng. Giai đoạn từ năm 1977 đến 1985, nơi đây từng mở cửa một số thành phần cho người dân tham quan, nhưng sau đó đóng cửa hoàn toàn với những người không được phép tiếp cận. Bao quanh Trung Nam Hải là bức tường có chu vi hơn 100 mét, cao 6 mét, với lượng camera an ninh dày đặc, đảm bảo không ai có thể thâm nhập trái phép. Từng có một sự việc như sau xảy ra trước Trung Nam Hải. Cảnh sát vây quanh một người phụ nữ trung niên khi bà này dừng lại trên đường Trường An vào lúc 9 giờ sáng và mở túi vải của mình ra. Cảnh sát yêu cầu bà nhanh chóng rời khỏi đây. Không rõ là bà định làm gì với chiếc túi, trong đó có chứa chất độc hại gì hay không, hay chỉ đơn giản là lấy khăn ra lau mồ hôi. Tuy nhiên, việc yêu cầu người phụ nữ nhanh chóng rời đi là một trong các biện pháp an ninh luôn luôn nghiêm ngặt xung quanh Trung Nam Hải. Một điều nữa được coi là bí mật ở Trung Nam Hải, đó chính là hệ thống đường hầm chưa từng được các lãnh đạo Trung Quốc nhắc đến công khai. Năm 2013, một số tờ báo đã đề cập tới sự tồn tại của một đường hầm bí mật nối Trung Nam Hải với Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của quốc gia. Một cựu quan chức quân đội Trung Quốc nói với một tờ báo Nhật Bản rằng ông từng đi tàu điện ngầm trong đường hầm từ Trung Nam Hải đến Đại lễ đường. Theo người này, đường hầm được xây dựng để ứng phó trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Nó có diện tích như một ga tàu điện ngầm bình thường, khá sạch sẽ và được lát đá hoa cương. Có rất nhiều thông tin khác nhau về hệ thống đường hầm tại Trung Nam Hải, tuy nhiên, tất cả đều không được công khai xác nhận và càng tạo thêm màu sắc bí ẩn cho biểu tượng quyền lực của Trung Quốc. Tờ báo Nhật này nói rằng còn có một số đường hầm được xây dựng để chống bom nguyên tử. Mao Chủ tịch đưa ra ý tưởng này trong thời kỳ quan hệ Trung Xô trở nên xấu đi vào cuối những năm 1960. Nhiều năm trước, khi đường hầm trú ẩn ở một số khu vực tại Bắc Kinh được hé lộ cho công chúng tham quan, tin đồn về đường hầm bí mật ở Trung Nam Hải càng được cho là đáng tin hơn. Những bí mật về Trung Nam Hải luôn được bảo vệ vô cùng chặt chẽ, nhưng những chi tiết dù nhỏ cũng phản ánh được sự xa hoa và bí ẩn của nơi này. Một trong những chi tiết thú vị khác được lan truyền, đó là ngay cả cá trong các ao hồ tại Trung Nam Hải cũng được lựa chọn kỹ càng và chăm sóc đặc biệt. Mỗi con cá đều được gắn mã số riêng để đảm bảo chất lượng và sự kiểm soát tuyệt đối. Khu vườn Hoàng gia Trung Nam Hải được ví như chiếc nhẫn trong tiểu thuyết Chúa tể của những chiếc nhẫn. Nó sở hữu sức hút thần kỳ mê hoặc con người, ngay cả với những người có quyền lực tối cao cũng khó có thể cưỡng lại. Từ hoàng tộc họ Chu Triều Minh, rồi hoàng tộc Ái Tân Giác La nhà Thanh, đến những nhân vật quyền lực như Tổng thống Viên Thế Khải, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày nay, tất cả đều khó thoát khỏi sức hút kỳ lạ của Trung Nam Hải.
đủ để thấy quần thể kiến trúc này đặc biệt như thế nào. Tồn tại hàng trăm năm qua, chứng kiến nhiều biến cố lịch sử, gắn bó với vận mệnh của một đất nước, Trung Nam Hải vừa là nơi nổi tiếng, vừa là một điều bí ẩn nhất ngay cả với những người dân Trung Quốc và thế giới. Vậy bạn có suy nghĩ gì về Trung Nam Hải? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!